Luân phải không? Luân hả? Chắc chắn là Luân mọi người, em đã nhìn rất là giống. Đây đây đây. Ủa? Ủa? Lấy điện thoại của em luôn hả? Chết chắc. Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả nhé. Và hiện tại thì em đang ở một cái nơi quán cà phê. Em nhìn thấy một người gọi là rất giống tên Luân này quý vị nhé. Và bây giờ thì bọn em ở đây đang rất là tập trung rất là đông. Thế là bọn em sẽ có thể là vô đây để hỏi cái anh bên quán cà phê này. Cũng như để quay cho mọi người xem này. Đây là hình ảnh của tên Luân này mà em nhìn thấy cái có một tên ở phía kia quý vị nhá. Này rất là giống với cái tên Luân luôn mọi người. Đem cho mọi người xem này. Đó, nhìn rất là giống luôn mọi người. Này mọi người thấy chưa? Đó. Nhìn ông này rất là giống với cái tên Luân mà em chuẩn bị quay cho mọi người xem đây. Đây mọi người, thì mọi người nhìn này. Đó, đây là cái hình của thằng Luân. Và đây là cái hình mọi người thấy đấy. Mọi người thấy chưa? Đó nên em ở đây em đang nghi ngờ ông này chính là thằng Luân đó mọi người. Đó, bây giờ em nhìn thấy mọi người, em nghĩ từ sáng rồi là ông này á, là ngồi đây là cứ bấm điện thoại rồi là quay ngược quay xuôi nhìn rất là lạ. Và không đây quý vị này, nó không giống như là kiểu người ở đây. Đó mọi người thấy chưa? Đó, đây là ở quán cà phê ở ven đường. Nhưng mà em nói mọi người rằng là bọn em hiện tại thì đang cùng nhau để truy tìm ông này, bởi vì là ông này rất là tàn nhẫn và hành hạ chị Giao cũng như là một trong những năm trời. Nên là hiện tại em thì đang truy lùng khắp nơi để bắt ông này. Đây cho mọi người nhìn lại một lần nữa. Đây mọi người thấy đây. Đó, đây là hình của Luân. Anh nhìn có vẻ nhìn cái khuôn mặt của quý vị là một con người mà đàn ông mà sống bằng cách là bắt vợ mình phải đi gọi điện thoại để mượn tiền của người thân. Đó, để sống kiểu thúc với đàn bà. Em rất là bức xúc mọi người. Nếu như hôm nay mà đúng ông này là Luân thì mọi người có thể thấy rằng là bọn em sẽ tóm gọn tại đây luôn. Tại vì em sẽ hỏi bên chủ quán xíu. Em ơi, em cho anh hỏi một xíu. Em chưa, em ở ngoài kia kìa. Em đó, ông có mùi lâu chưa? Mượn điện thoại của em á hả? Em nhìn cái ông đấy, nhìn được em có thấy giống ông này không? Giống không, em bị giống luôn. Em nhìn tóc này, đây nhìn tóc này, đây nhìn không? Đây em nhìn này, nhìn giống giống đấy. Em lo cái nào ông ấy phải ý là tự nhiên sao ông lại hỏi điện thoại của em? Em không biết là ông bảo là ông muộn để ông gọi ông có việc không quan trọng á. Ờ. Sáng giờ rồi em lo. Nhưng mà ý là em nhìn ông đấy có quen với mọi người đây không ta? Không, em thấy lạ lắm. Lạ hả? Đang nhìn, nói chung là nhìn thấy ông này rất là nghi ngờ mọi người nhá. Đây này, nhìn rất là giống mình này. Em có thể nhìn thấy không? Ông này em nhìn giống không? Em nhìn lại cho anh một lần nữa coi. Em cầm anh nhìn coi. Đó, anh nhìn giống không? Đó. Giống không? Đó mọi người nhìn này, đó, đây là hình của tên Luân và em này. Em có nói rằng là mượn điện thoại của em của. Nhưng mà mượn điện thoại của em sao em cho? Nhưng mà tại vì khách mượn thì em cũng dễ dàng chút với khách thôi, tại vì cái khách cũng sẵn sàng. À là họ mượn điện thoại của em từ sáng rồi. Ý là có bảo em là bảo là nạp tiền hay sao mà ý là gọi từ sáng rồi luôn hả? Không, đâu để trong tài khoản của em vẫn còn, mình chỉ có là em không. À, là mượn điện thoại của em từ sáng rồi để gọi. Nói chung là rất là nghi ngờ quý vị ơi. Đó, nói chung là ở đây thì quán cà phê mà thấy em phải nói là nhìn cái hình ảnh cũng giống quý vị nhá. Đó, nhìn rất là giống. Nói chung là em nói mọi người rằng là đây ở quán cà phê là mọi người này. Đó, đông ở đây đông người lắm. Đó, nhưng mà em nói mọi người rằng là nhìn cái hình ảnh của ông này thì rất là giống với lại tên Luân mà em đang tìm kiếm, bởi vì em nói mọi người rằng là đây là cái khúc đường. Đó, rất là đông đông, rất là đông người. Và những cái hình ảnh của ông này thì em nói mọi người rằng là nhìn có thể nói rằng là không chật vào đâu được. Em sẽ quay cho mọi người xem một xíu đây. Đó, mọi người xem nha. Đây. Đó, bây giờ mà ra mà mình hỏi trực diện không biết là như thế nào. Nhưng mà em nói mọi người là nhìn cái tướng của ông này thì nhìn rất là giống luôn. Em cũng nghi ngờ tầm độ 60% là sẽ là ông Luân này mọi người. Đó, nhưng mà bây giờ anh em ở đây là có mấy anh em thôi. Nên là bây giờ để gọi là đi mà tóm được thì rất là khó mọi người ạ. Nên là cần phải xác minh xem là có đúng hay không. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là ông Luân này này. Đó, ông Luân này thì ông cũng là một cái con người gọi là hết sức là gọi là tàn nhẫn mọi người nhá. Hết sức gọi là tàn nhẫn. Và đặc biệt hơn nữa thì là sống bằng cái đồng tiền mà của gọi là bắt vợ mình ngay ngay phải gọi điện thoại cho người thân để mượn tiền, và nếu như không mượn được tiền ấy thì sẽ đánh đập hành hạ vợ. Em nói mọi người đây là không phải hành hạ trong chuyện bình thường đâu, mà bẻ cái mắc quần áo ra rồi là hơ trên đống lửa và sau đó dí lên mặt, dí lên người và dùng cái dây điện là để gọi là để đánh lên người tạo những cái vết thương. Đó, em nói mọi người rằng là nhìn cái hình ảnh của ông này thì em nói mọi người là nhìn rất là giống. Em cũng nghi ngờ rằng ông này chính là ông Luân này luôn mọi người ạ. Nhìn cái hình là cũng kiểu gầy gầy, tóc thì hơi hói mọi người nhá. Theo chia sẻ của anh em ấy là chắc chắn là ông Luân này này là ông ấy sẽ không gọi là sẽ không quay về trở về Hà Nội đâu, bởi vì là hiện tại là ông này là theo mọi người chia sẻ là ông này ở Hải Dương. Đó thì em nói mọi người là nhìn trong quán cà phê mà cứ nhìn kiểu là láo liêng giống như kiểu là ăn trộm mọi người.
thì rất là sợ hãi, nên em cũng nói mọi người rằng là có thể là nghi ngờ là ông này mọi người nhé. Đó thì em quay cho mọi người xem là vị trí xa xa, bởi vì là khi mà quay cho mọi người gần thì có thể là sẽ lộ ấy. Rồi ông này ông ấy chạy mất thì rất là khó để tiếp cận, bởi vì là hiện tại em cũng liên hệ với rất nhiều anh em youtuber ở khu vực phía nam và khu vực miền tây, thì mọi người cũng có chia sẻ rằng là chắc chắn ông này thì chưa có thể nào mà về Hải Dương đâu, bởi vì theo chia sẻ của anh em thì ông này thì không có tiền đó, bắt vợ ở đây là đi mượn tiền ở tùm lum khắp nơi hết đó. Mọi người có thể thấy đây ở quán cà phê nhá, đó theo chia sẻ của em ở trong quán này thì em nói là mượn điện thoại của em từ sáng giờ mà mượn gọi tùm lum hết, thì em cũng biết là ở đây là gọi cho ai, mọi người thấy không, đó là cứ cầm điện thoại cứ bấm không ạ, cầm điện thoại bấm không ạ, đó mà nhìn ngược nhìn xuôi em nghĩ rằng là ông này cũng có vấn đề mọi người nhá. Ở quán cà phê này thì em nói mọi người là rất là đông người, nhưng mà để tìm được một cái con người ấy, mà nhìn thấy giống với ông luôn này thì em nói rằng là mọi người là có thể nói là có sự nghi ngờ đây. Mọi người thấy này, đó mọi người nhìn coi, nhìn cái mặt ông này coi, với lại cái hình em đang quay cho mọi người coi. Đó, nhìn em thấy rất nghi ngờ mọi người nhé. Thêm một cái chi tiết nữa là anh em có nói rằng là nếu như mà bắt gặp ở đâu ấy thì là anh em sẽ có thể truy tìm và báo cho công an, bởi vì là ông này em nói mọi người là hiện tại thì đang lẩn trốn mọi người ạ, không dám xuất hiện. Nghe theo những cái lời chia sẻ của chị Giao á, thì chị có nói rằng là chị phải vượt cái hành trình 2000 cây số từ ngoài Hải Dương để có thể về thành phố Hồ Chí Minh, và ông này thì có gọi là dễ dọa giết cả nhà nếu như mà để lộ, nên là bây giờ anh em đang dọn dẹp khắp nơi để truy tìm mọi người ạ. Có thể đấy là mọi người nhé, uống cà phê mà lại phải đeo khẩu trang mọi người nhé. Đó, cà phê mà đeo khẩu trang nhé, nhìn có vẻ rất là bí mật và rất là sợ hãi những chuyện gì đó. Em trong quán cà phê này cũng có chia sẻ là ông này này là mượn điện thoại, là em lại rất là sợ, em lại rất là sợ bởi vì là mượn điện thoại từ sáng rồi mà cứ gọi liên tục mà không biết là mượn điện thoại để làm gì đó, nên là em này có nói rằng là bây giờ là mượn điện thoại gọi từ sáng rồi mà chưa trả luôn. Nãy là em cũng ra hỏi em rồi anh ấy bảo là anh ấy vẫn đang còn bên trong thì anh ấy chưa trả. À, nhưng mà em nghe cái giọng của ông này là có phải người Bắc không? Nhìn cái giọng anh em thấy giọng người Bắc không? Phải. Giọng người Bắc như anh. Là mượn điện thoại từ sáng giờ mà chưa trả luôn. Ông nhà ông đang có việc quan trọng. Là mượn sáng giờ mà em thấy ông này là chắc chắn là không phải người dân ở đây đúng không? Không phải người dân đây, mà lạ mà đến đây uống cà phê mà mượn điện thoại của em từ sáng rồi. Đó, nói chung là ở đây có rất nhiều cái điểm mà nghi ngờ và giống những cái người mà chúng ta cần tìm, bởi vì em nói tất cả mọi người ở đây có cà phê đây rất là đông người đó, mọi người thấy này, đó, ở đây chúng rất là đông người mà để tiếp cận được thì nói chung là rất là khó người ạ, bởi vì là hiện tại bọn em chưa biết có chính xác hay không, nhưng mà chắc chắn là bọn em ngồi đây một xíu ha, để bọn em sẽ ra đây để có thể là hỏi cho mọi người xem là có phải chính xác ông này hay không, và bọn em sẽ ra đây cho người xem là của có phải anh đây không, đó, xem ông trả lời sao đi nhá, bởi vì hiện nay em nói mọi người là ông này rất là sợ, bởi vì là nghe tiếng ở đây là ông này có đoạn là chị Giao là nếu như mà báo công an ấy thì ông này sẽ đến giết cả nhà, rồi ông này là ông ấy bắt chị Giao hàng ngày là chỉ có ăn với ngủ với lại gọi điện thoại cho người thân để vay tiền thôi. Thì em hỏi mọi người là một cái con người mà sống như kiểu bút dây máy đàn bà nhé, ăn cái đồng tiền dơ bẩn như vậy thì không thể nào mà chúng ta có thể tha thứ và chấp nhận cho một người như vậy được. Hiện tại thì em nói với tất cả mọi người là bọn em thì vẫn đang theo sát khắp nơi cả ngày hôm nay mọi người ạ, bọn em không có, nói chung là không ăn uống ngủ nghỉ để có thể là khi nhận được tin báo của anh em là có người nghi vấn giống là bọn em sẽ đến tiếp cận ngay đó. Đây mọi người thấy đây, một cái người mà có thể nói là nhìn cái khuôn mặt như vậy thôi mà có thể nói là rất là tàn nhẫn, và chị Giao thì bây giờ không, trên người không còn chỗ nào mà không có vết thương cả, thì theo như chia sẻ thì đã nhận được cái đơn gọi là đến có mặt tại ở ngoài Hải Dương đây mọi người này, đó gọi điện thoại liên tục quý vị nhá, gọi điện thoại liên tục và nhìn ngược nhìn xuôi, và theo chia sẻ ở đây thì em này cũng có nói rằng là mượn điện thoại của em mới định gọi, thì bây giờ chắc là em cũng sẽ ra để hỏi ha, xem là ông này có chính thức có phải là cái ông luôn này hay không ha. Đây mọi người này, đó nhìn cái mặt thì chắc chắn là giống rồi đấy, nhưng mà không biết ở đây là có chính xác hay không thì bọn em cũng sẽ gọi là ra phải hỏi trực tiếp cái việc, chứ bây giờ nếu mà như mà không dám ra đối mặt trực tiếp thì có thể là chúng ta sẽ bỏ sót cái ông này. Mà ở đây thì rất nhiều người nghi ngờ, em cũng có hỏi mấy người thì mấy người có nói rằng là ở đây là ông này nhìn rất là giống với ông luôn này, nên là em cũng rất là mong rằng là ở đây thì sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người để có thể là ra đón luôn đấy mọi người nhá. Bây giờ thì em sẽ ra cô này xem là có giống không. Cô cho hỏi chứ. Cô nhìn cái ông ở bên ngoài, cô thấy cô có gặp ông này bao giờ chưa? Cô gặp bao giờ chưa? Cô nhìn thấy cái fan này. Đó, ông này đang bạo hành vợ của cháu anh Truy Ninh này cô này. Đó, mà cháu nhìn cái ông ở bên ngoài kia nhìn rất là giống ông này luôn. Đó, cô thấy ông này vụ việc này cô có theo dõi không cô? Mấy cái vụ việc của chị Giao mà đang bị bạo hành tra tấn dã man đấy. Đó, này cô thấy không? Cháu nhìn mặt ông này nhìn như vậy mà ông này đập vợ con rồi, nói chung là bắt vợ phải đi xin tiền hàng ngày để cho ông ăn tiêu. Có thể bọn cháu đang rất bức xúc luôn. Cô nhìn cái mặt của ông này giống với cái mặt của ông ở ngoài kia không? Nhìn cũng hơi hơi giống cô nhỉ?
người giống. Nói chung là bọn cháu đang truy tìm, anh em đang liên hệ khắp nơi các bạn để xem là nếu như ở đâu được bọn cháu sẽ gọi công an để bắt ngay các bạn. Cháu cảm ơn cô nhé. Bây giờ thì chắc là phải tìm gấp cái ông này, rồi là anh em sẽ ra hỏi ông này luôn mọi người, xem là có phải là ông này là chính là thằng Luân hay không, để có thể tóm luôn mọi người nhé. Bởi vì bọn em ở đây là đã mất rất nhiều thời gian cả mấy ngày hôm nay, nhưng mà anh em nói rằng là chưa về Sài Gòn đâu, bởi vì hiện nay là ông này này không có tiền để về khu vực lại Hải Dương, nên là bắt vợ mình là phải đi xin từng người một đi vay mượn tiền để cho ông này có tiền để trốn về ngoài đó. Mà ông này em nói mọi người là ở đây á, thì nhìn ông này em thấy là rất là giống đó. Thì bây giờ mọi người sẽ chờ đợi em nha. Đây mọi người thấy này, đó, uống cà phê nhưng mà cứ đeo khẩu trang, rồi lại tháo ra tháo vô, rồi là mượn điện thoại gọi suốt từ sáng giờ. Đây mọi người thấy mặt có giống không đó? Đây mọi người thấy giống không đó? Em thì quay từ mức xa xa thôi nhá, bây giờ em sẽ ra đấy để em sẽ hỏi cho mọi người xem là có chính thức có phải ông này là ông Luân hay không, để cho mọi người có thể là sẽ thấy rõ được cái bộ mặt thật mọi người nhá. Đó bây giờ thì em sẽ ra để hỏi mọi người nhá. Đó thì rất là đúng mọi người nhá, mọi người chờ đợi nhá.